Ôi rồi đất ơi, một chiếc xe khách nó rớt xuống luôn nè các bạn. Hay nồi, hình như là hành khách đã lên bờ hết rồi. Ôi rồi đất ơi, thấy không các bạn, đó mình nói rồi, cái đường này là rất là dễ gây tai nạn. Còn đó là cái chân đụng cái người đó à, từ từ cái xe đó nó lạng xuống dưới luôn kìa, không biết là bác thầy có sao không. Các bạn coi nó nắm một cái đường mà cái trên đường mình nó nguyên một lần luôn nè, ghê thiệt. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Nguyên Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tựcquay trở lại với cái tựa game E-Test 2 nữa các bạn. Và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chạy xe giường nằm. Đấy. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái chiếc xe mà... Xe này nói chung là cái nhà xe gọi là xe Liên Hưng các bạn. Khá là nhiều bạn yêu cầu nhưng mà mình không có gành nhà xe này cho lắm đó, mình vẽ sơ sơ không biết có giống không. Ok, mình quay trở lại chạy là cái con xe Taco Mobile Home đời 2016 các bạn đó, con này thì của anh An làm. Ok, thì bây giờ mà hiện tại thì tôi đang ở một cái kiểu là một cái bãi xe chứ không phải gọi là cái bến xe lớn, một cái bãi xe, cũng là cái gọi là cái bến xe đó nhưng mà nó dạng nhỏ đó các bạn, ở vùng quê đó. Thì hôm nay mình với các bạn sẽ trải nghiệm một cái con đường nói chung là không phải gọi là đường thành phố mà đường rất là nông thôn á. Vâng, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu gia xe ra nào. Giờ mình để máy lên trước nha. Cái mở đèn cho nó đẹp. Đèn cabin nữa. Đó, sáng trưng. Ok, bây giờ mình gia xe ra nào. Hiện tại rất là nhiều xe khách đậu đây luôn các bạn. Giờ mình gia xe ra nha. Ok. Cái đường nó rất là nhỏ các bạn. Rồi ok, mình đã gie ra được khỏi cái bánh xe rồi các bạn. Còn bây giờ mình bắt đầu chuyến hành trình luôn nào. Ok, let's go. Đây là nhà xe chạy cái tuyến Nha Trang, Gia Lai, Nha Trang gì đấy. Thì cái xe này chắc mình nghĩ là ở vùng miền Trung á. Chứ mình thì ở miền Nam thì mình không có gành. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn yêu cầu quá nên mình mới làm đó các bạn. Ok, bắt đầu, let's go. Các bạn thấy không? Đường kiểu rất là nhỏ gọn các kiểu. Trời ơi, dây điện giống như điện Việt Nam mình không các bạn. Chằng chịt các bạn. Đường thì lại là cũ, hư các kiểu rồi. Lứt được các kiểu rồi. Hiện tại thì cái đường này các bạn thấy không? Người ta là dự định sẽ mở rộng ra thêm á. Đó, người ta đang đắp kiểu là đắp cái đắp cái hai bên đó các bạn thấy không? Đó, người ta sẽ mở rộng ra thêm. Hiện tại thì đang dự kiến làm thôi chứ người ta chưa làm cái xong các bạn, chưa làm xong. Hôm nay mình trải nghiệm cho cái con đường này. Đó, đường rất là nhỏ. Sướng vãi, đi mấy cái đường này nó sướng. Đi mấy cái đường trong thành phố riết rồi nó chạy riết rồi nó bình thường luôn các bạn. Giờ mình đổi chạy mấy cái đường mình cũng khó hay là đường lạ lạ thôi. Tại vì nó sướng. Ok. Đây là cái cua. Đường này khá là nhiều cua luôn các bạn nhìn nè. Ok, chạy đi, cua thì cua chứ mình chạy thì chạy các bạn, đâu có sợ gì. Ok, ôm cái cua này nào. Trời ơi, xe nó lên. Xe cảnh sát các bạn. Ok, ôm cua này để mình xuống nha. Rồi, lại một cái cua tiếp theo nữa. Quá trời cua. Các bạn, cái đường các bạn thấy đi sướng không? Rất là nhỏ, lái vừa đủ cái xe mình luôn á. Kiểu là hai xe vượt mặt nhau á thì là chúng ta phải nhường xe hoặc là nó nhường cho mình. Nếu mà đi mình lên đó thì nó rất là rộng. Ồ, chứ nó lạng ra tốt và nó nhường đường cho mình luôn nha các bạn. Rồi,
xe đổ xi măng này các bạn, mình nghĩ chắc nó lên nó làm đường ấy. Rồi, nhìn xuống đây là cái đường nó kiểu nó gọi là bằng phẳng hơn một tí ở đây. Ôi trời đất ơi, mới nói lại ra đây lại gặp núi rồi các kiểu, nó trời, cái bên mình là một con sông các bạn. Wow. Ồ, quỷ cảnh sát nó vượt mặt nó chạy nhanh như vậy. Tại các bạn thấy cây cầu dưới đây không? Nói một tí mình sẽ xuống đi cây cầu ở đó các bạn. Hấp dẫn chưa? Ok, giờ mình cứ chạy tình tình xuống đi. Ok, ôm cua nào. Cua này mà các bạn ôm không kỹ là bay thẳng xuống đó luôn đấy. Mặc dù là đường đi nó khó nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận các bạn. Không thể nào để gây ra tai nạn được. Đường ở vùng Tây Nguyên này nói chung là đồi núi rất là nhiều các bạn. Nên là chúng ta đi mà gặp đồi núi các kiểu rồi là chuyện bình thường. Ok, hãy dốc xuống nào, một chiếc xe khách nó lên. Ồ, cái dốc này đi hơi bị sướng nha các bạn. Ồ, tới đây cái nó có cái hàng rào nè các bạn. Người ta trước mặt các bạn mình không biết là cái hồ hay là cái sông đó, mình nghĩ là cái hồ ấy, mình không biết hồ gì. Rồi. Rồi tiếp tục nào. Ủa nguyên chiếc xe bồn kìa. Ui tai nạn các bạn. À mình quên giới thiệu với các bạn là cái đường này nè các bạn, nó là chuyên xảy ra tai nạn luôn. Nên là các bạn nếu mà các bạn đi trên đường, các bạn sẽ thấy nhiều cái kiểu gọi là cái miếu. Đây 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 đây, mình vừa nói luôn. Cái này gọi là cái gì ta, một cái miếu hay là cái gì đó người ta sẽ cúng dài đường. Tự nhiên cái cây này đâu ra giữa đường thì trời đất ơi. Đó, người ta sẽ làm một cái miếu như vậy đó. Cái miếu nhỏ nhỏ gì đây. Mà người ta làm dài đường luôn các bạn. Một tí nữa mình tìm chỗ nào vắng vắng mình đậu lên cho các bạn xem cái miếu đó nha. Cho các bạn xem cận cảnh cái miếu đó. Cái đường này là chuyên xảy ra tai nạn luôn, mình không biết hiểu tại sao. Ghê lắm. Tại đường các bạn thấy nó nhỏ. Nó nhỏ rất là dễ tai nạn. Ô, mình đang lên đi cầu nè các bạn. Đó. Quá dữ, ôi trời đất ơi. Đó. Cái cầu mà nó đường kìa, muốn hư luôn vậy. Cầu này chắc lâu năm lắm rồi đó các bạn. Ok. Mấy cái cây này sao nó lú ra đường không ai, không ai xử lý như vậy. Đây đây, đây nó có một cái miếu đây. Ok mình sẽ dừng ở đây mình cho các bạn xem. Ôi trời đất ơi. Bên kia nguyên một chiếc xe tai nạn luôn kìa. Thôi, tí coi miếu sao đây các bạn. Bây giờ mình qua coi mới được. Oh my god. Ôi dồi đất ôi. Một chiếc xe khách nó rớt xuống luôn nè các bạn. Hay nồi. Hình như là hành khách đã lên bờ hết rồi. Ôi dồi đất ôi. Thấy không các bạn á, mình nói mà cái đường này là rất là dễ gây tai nạn. Ôi dồi đất ôi, cái chân đụng cái người đó à. Từ từ. Cái xe đó nó lạng xuống dưới luôn kìa, không biết là bác thầy có sao không. Các bạn coi nó nắm một cái đường cái trên đường mình nó nguyên một lần luôn nè. Ghê thiệt. Ok mình lại tiếp tục đi nè các bạn. Cái đó để cho cái người cứu hộ người ta xử lý, chứ mình cũng không có xử lý được cái gì. Mình mà đậu ra nó kẹt xe nữa các kiểu nữa. Ghê thiệt. Chạy xe bay xuống dưới luôn. Ông tài xế nó cũng thứ dữ vào đây các bạn. Ok giờ mình đi tìm cái miếu nào mình dừng cho các bạn xem nha. Nó làm dài đường luôn chứ không phải là dài cái đâu các bạn. Dài đường luôn, một đoạn có một cái. Ok.
tới đây mình không thấy rồi ta. Ok, có sao rồi. Ôi gì mà cũng đụng nữa. Vô lý nhỉ. Không sao các bạn, tiếp tục. Dốc thì sướng vãi các bạn. Ôi hết thấy đường luôn rồi. Ok, rồi thấy lại rồi. Hình như tới đây nó hết miếu rồi các bạn. Ở bên kia nhiều vãi mà mình không có dừng để cho các bạn xem được. Khá là uổng. Ôi, hôm nay tự nhiên đứng đây chụp hình, trời đất ơi. Xe cổ không đứng đây chụp hình cha. Phá trướng không thiệt. À đây có một cái miếu nè. Đó, như vậy cũng có một cái rồi các bạn. Bởi vì mình nhớ cái đoạn này nó rất là nhiều miếu mà sao mà nó hết. Cái tắt máy đi. Cái đi xuống xe nào. Đây các bạn. Đó. Ồ, cái gì mà có cái đầu không vậy, ghê vậy. Trên này nó có mấy ba cái ly các bạn, rồi với một cái hình chữ thập của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu nè. Dưới này là kiểu là người ta cúng mấy cái gì ấy, mà sau đấy tự nhiên có bốn cái đầu mà này, thấy ghê quá. Thôi, kẹt xe luôn rồi. Ok, lên xe lại. Mình tưởng mình đậu sát vô lề rồi, hờ kẹt một đống thì sao luôn. Ok, tiếp tục rồi các bạn. Nói cho các bạn xem cái miếu đơn thử thôi. Người ta cúng mấy các bạn, mấy người tai nạn này nọ đồ người ta cúng. Chiếc này như nó ghé lại nó cúng vậy nè các bạn. Có chiếc xe mà xe đầu kéo nè, cái nó ghé nó cúng cái đó gì đó. Mấy cái người mà kiểu mà người ta lưu thông thường xuyên trên cái đoạn đường này á là người ta đều phải cúng hết. Không cúng một cái miếu cũng phải cúng mấy cái miếu khác gì đó. Ôi giời, tay một cái nè các bạn. Dài đường luôn ấy. Kiểu mấy tài xế người ta tự lập hay là mấy cái người mà địa phương người ta tự làm á. Các bạn thấy không, nãy mình đi qua hai cái rồi, hai chỗ mà hai cái tai nạn luôn. Mà cái tai nạn mà các bạn thấy cái chiếc xe khách mà nó văng xuống biển không, chứ nó mới hơi bị nặng đấy. Cái một tí xe cứu hộ nó sẽ lại. Đó, đây miếu nữa nè. Cái len mình chạy là len nằm ở trong các bạn, còn cái len ở ngoài nó mới nguy hiểm. Len mình thì nó không sao, có cảnh sát mới chạy qua đó các bạn. Chắc giao thông mới chạy qua, chắc người ta đang chạy ở đó. Ui giời đất ơi. Bây giờ mình lại đi CV, mình sợ, mình chạy sát vô trong lề, trong này luôn. Ôi, đâu có con bò, con này con gì? Con ngựa các bạn, đâu có ngựa đi vậy? Quái rồi. Đâu có ngựa đây, nó chả hiểu luôn. Ok, mình bắt đầu vào, mình đã rời khỏi được cái đường núi rồi đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu vô đường thành phố mình đi nè. À, ở bên đường nó làm đá gì. Nó chắc đá gì tùm lum hết nè. Ok, vô đây đi là khỏe rồi đó, khỏi sợ gì đó chứ. Vô đây là phải kiểu là chạy đúng lực thôi. Sợ là sợ công an thôi, chứ không có sợ gì chứ. Ơ, sao đây nó có cái gờ vậy? Từ qua các bạn, ok. Okay. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Ok. Tại cuộc đời tại nãy giờ nó luôn lầm gầm các bạn. Được trở về tiếng khóc ban sơ hơn là màn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi. Đi ngang một cái đường mà kiểu nó đi cặp mé biển luôn các bạn, khá là đẹp. Đường về Nha Trang các bạn. Ok. Bây giờ trước mắt thì chúng ta sẽ bắt đầu đi qua một cái thành phố, một cái kiểu là một cái chợ nhỏ nhỏ rồi các bạn. Đó. Đây trước mặt chúng ta đây các bạn. Đây có một cái gò nữa nè.
thường khi vào thành phố các bạn, người ta làm mấy cái gờ này nè, để cho mấy cái chiếc xe như là xe hơi nọ đó, nó sẽ giảm tốc độ để đi vào thành phố, phải giảm tốc độ các bạn. Nếu các bạn cũng đã biết thì vô thành phố chúng ta chỉ được chạy là 50 km/h thôi, chạy hơn là nó sẽ gọi là bị bắn tốc độ. Một cái đèn xanh này đi qua luôn các bạn. Ok, mình đi qua qua cái chợ rồi luôn rồi đấy. Ở đây nó cũng có một cái bến xe nè các bạn, nhưng mà mình không có ghé bến xe này. Ok, giờ ôm mấy cua này. Rồi, xong, let's go, tiếp tục hành trình. Qua được cái chợ rồi đấy. Cái đường này kiểu là nó cũng còn mới nên nó kiểu là hoang vắng rồi các kiểu, các bạn, đường kiểu người ta mới có làm á, không phải là mới làm mà kiểu người ta mới có khai quang này nọ, nó giống như cái đoạn đường này mới nên ít nhà đó các bạn đó. Xe rồi các bạn thấy không, mấy cái xe công trình người ta đậu đây không à. Ủa cái gì vậy à, hồi công an các bạn ơi, công an nãy nó bắt cái chiếc xe kia nãy đó, mình mới thấy mà mẹ đứng quá. Bắn tốc độ kiểu được vàng mà nó không có kêu mình. Cho nên là mình đi qua luôn. Nay đi gặp công an nữa, trời đất ơi. Chơi thiệt. Ok, ôm cua nào. Một cái biển báo gì ta. Con tim nào không hay đổi thay. Rồi, nó bám mình cái cua bên trái nè. Nghĩa là chuẩn bị tới biển rồi đó các bạn. Đấy, ui trời ơi, cái đường này, cái đường gì mà mới làm gì mà nứt cái trơn rồi, trời đất ơi. Ý, rồi nó tới biển rồi các bạn. Đó, dữ chưa, dữ chưa. Lâu lâu mới đi đường mà kiểu cặp mé biển rồi các bạn. Đi mình vừa kiểu mình nhìn đi cặp mé biển, cái nhìn cái đường mình nó rộng rãi, thoáng mát, kiểu đi nó sướng vãi. Đây một cái gờ nữa nè. Rồi, ui trời ơi. Xe khách này nó vòng qua mấy cái gờ đó là chuyện bình thường. Nó có cái độ nhún rất là tuyệt vời. Nữa nè, thầu đâu có nhấp hết trơn vậy. Rồi, không biết còn cái nào nữa không. Mấy cái nhà này sao nó làm kế mé biển luôn á trời. Lỡ mà ví dụ mà kiểu mà sạt lỡ rồi là xong luôn ấy. Nhà mà làm gì kỳ ghê vậy. Mình nghĩ chắc mấy cái nhà này kiểu là nhà tạm bợ đó các bạn, chứ không phải là nhà người ta sống hoài đó. Mấy cái nhà người ta làm ở trong còn đỡ nè. Cái nhà gì mà làm mà kế cái mé mé biển luôn. Nhóc có trơn đâu phải một nhà mà đóng mà người ta làm à. Không biết là người ta làm nhà nó làm cái gì, nhưng mà mình nghĩ chắc là người ta làm đỡ thôi các bạn. Người ta một là người ta buôn bán, hay là người ta ở đỡ thôi, chứ nhà mà làm kế mấy biển thì rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ mình sẽ vượt mặt cái đằng xe container phía trước mình luôn. Đã cũng sắp đến nơi rồi các bạn. À, biển nó còn đi ra tuốt ngoài kia đó kìa các bạn. Ôi trời ơi. Các bạn, nếu mà các bạn rẽ bên phải các bạn đi tiếp đường biển đó đấy. Mình phải rẽ vô đây mình đưa khách xuống cái đã. Ok. Ok, vào trong đường này là kiểu là một cũng cái là một cái chợ nhỏ thôi. Để mình coi chỗ nào mà rộng rộng mình ghé mình cho khách xuống ở chỗ này. Khu này mình thấy gì mà nhà chắc cứng hết trơn luôn nè. Kiếm chỗ mà đậu xe hơi căng. À, chắc chỗ này được nè các bạn.
lúc nào chả biết cái khu gì luôn. Ok, có thấy chấm chấm vô mạng nó đi. Ừ, cái đích vô đi nữa nè. Bỏ ngoài đậu ngoài lề thì cũng được nữa, đâu cần gì chấm. Đậu ngoài lề cũng được luôn. Ok, đó kia là cái đó. Rồi ok, rồi tắt máy nè. Ok thì như các bạn đã biết thì chúng ta đã vừa hoàn thành một cái chuyến xe Liên Hưng đó, và khám phá được nói chung một cái con đường khá là gọi là con đường, thứ nhất là con đường nguy hiểm nè, con đường mà dễ tai nạn nè, và thứ hai chúng ta cũng đã trải nghiệm trên một cái con đường mà đi cặp mé biển rất là tuyệt vời đó. Thì nếu các bạn có thấy thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và nếu các bạn mà có muốn mình làm xe khách nữa, đừng quên comment cái nhà xe nào các bạn muốn mình làm ở dưới cho mình biết nè. Ok, và chắc mình cũng sẽ kết thúc video tại đây, và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới, và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem livestream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.